Hello mọi người nha, này hai vợ chồng đi ăn bún à, tiết canh về này khói này đang bốc hụt, khói này nó đang tạt vào cam. Mình có chơi cái xìa to này, này. Xìa cái bé nó thua. Đất tao bán cho bán sau được hàng xóm rồi. Còn lần trước mời cả nhà nhá. Đâu đưa cho bên đưa. Còn á. Con này bé. Còn xúc đi như thế này, xúc đi. Thì miếng to này cho nó vừa mồm. Xe bay bật tiệt. Hôm nay là mỗi người bật tiệt bật bún. Dạ, con xúc đi như thế. Ồ, ngồi nhìn. Đấy. Xúc đi này cầm. Muốn ăn nữa nhưng mà phải ăn để đây còn ăn bún. Cành đây, anh ngồi nói ngã. Thịt bò tái của mình.
Chào các bạn, gặp lại sau nhé. Bye bye.